Ý nghĩa chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Việt Nam. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 19 tháng 6. Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nga trên tất cả các lĩnh vực và nâng tầm lên trong tình hình mới, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hiện thực hóa tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030. Chuyến thăm không chỉ là một sự kiện ngoại giao quan trọng mà còn thể hiện sự coi trọng và cam kết của Nga với quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Đồng thời chuyến thăm cũng thể hiện Việt Nam tích cực thực hiện đường lối ngoại giao theo tinh thần độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, vì lợi ích quốc gia, dân tộc và đóng góp vào hòa bình ổn định trên thế giới. Đại sứ cho rằng điều này góp phần củng cố tình hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của quan hệ hai nước trong tương lai. Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận và định hướng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030, xác định rõ hơn lĩnh vực hợp tác trọng điểm từ kinh tế, thương mại, quốc phòng an ninh, năng lượng, khoa học công nghệ đến giáo dục, văn hóa, ngoại giao nhân dân. Các mục tiêu dài hạn và kế hoạch hành động cụ thể sẽ được đề ra nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả của quan hệ song phương trong tương lai. Ngoài ra, chuyến thăm còn là cơ hội để cả hai bên ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác mới. Theo đại sứ Đặng Minh Khôi, những thỏa thuận này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn củng cố sự gắn kết về mặt chính trị và chiến lược giữa hai nước. Đặc biệt trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động, sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Nga càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Việc tổng thống Putin thăm Việt Nam còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai quốc gia. Đây là một biểu hiện rõ ràng của tình hữu nghị và sự đoàn kết, qua đó góp phần nâng cao vị thế của cả hai nước trên trường quốc tế. Vì lợi ích chung của hai dân tộc và vì hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới, đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh. Đây cũng là dịp để hai nước trao đổi vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Đại sứ tin tưởng chuyến thăm sẽ là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của mối quan hệ đặc biệt hai nước, đưa quan hệ song phương vững bước trên con đường rộng mở hướng tới tương lai tốt đẹp của tình hữu nghị gắn bó thủy chung và đối tác chiến lược toàn diện trong thời kỳ mới. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30 tháng 1 năm 1950 đến nay, mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và Nga hiện nay luôn vững bền theo năm tháng và ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Ông Putin từng có 4 lần công du Việt Nam vào các năm 2001, 2006, 2013 và 2017. Trong đó có 3 lần ông có chuyến thăm chính thức là vào các năm 2001 2006, 2013. Năm 2017, ông Putin đến Đà Nẵng để dự hội nghị cấp cao APEC 2017 do Việt Nam đăng cai tổ chức.